xin giới thiệu với cả nhà, đây là cây hoa giấy tím Huế nhá. Cây rất già rồi, già vì lũa hết rồi, không chăm được để nó lũa rất là nhiều. Các bạn đã xem video nhá. Chào cả nhà nhá. Nay là chủ nhật. Tay tán để cho nó lập lập ra hoa. Đây các bạn nhìn thấy cái tay nó rất là dài. Đây này, hiện tại nó đang ra rất nhiều đầu hồ mọc ra hoa này, nhưng mà cái này để nó xấu. Cây này thì để quê này mà chăm thường xuyên, tưới tắm thường xuyên hàng ngày thì đẹp lắm. Chỉ tiếc là không làm. Hoa giấy này rất là già, dáng đẹp, bông tay đẹp lắm, nhưng mà tại không có nhà chăm nên là nó bỏ cành hết, thân nó lũ hết. Độ đẹp ở trên là rất là dị chắc, tay cành rất là dị chắc. Cái này nếu mà hàng ngày mà ở nhà mà chăm được cho nó thì đẹp tuyệt vời luôn. Từ bông tay nó đẹp lắm, bông tay dăm đều hết, bây giờ để nó hỏng, mọc không ra xả.
cắt thô nhá, cắt thô một lượt. Đấy, giờ cây nó như này đây. Đấy. Đấy. Cắt thô làm một lượt, giờ nó được như này. Giờ mình tiếp tục là sẽ cắt tiếp, cắt tinh tiếp để cho nó gọn. Nhìn này là hơi không nhìn thấy tay tán thôi nào. Đấy, mọi người nhìn thấy rất là dính dặc. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt đẹp nhá. Được, nó là rất là tiếc, chẳng tiếc nó thì bỏ cành rồi thì cành vọt ướm vọt sống rồi sẽ chăm lại.
đẹp đấy, không làm được bị hỏng đấy cả nhà. Làm được bị hỏng hết đấy. Còn nhất là bây giờ làm lại cũng khó. Tay cành kia về cũng ổn đấy nha. Và mình xoay. Đợt này thì cây nó sẽ bật khỏe. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là cây hoa giấy tím Huế nhá. Cây rất già này. Già mình lũa hết rồi. Không chăm được để nó lũa rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.